Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của em Thiện Đời Sống Và trong video buổi trưa ngày hôm nay thì có một thông tin rất là nóng hổi uh, Liên quan đến một nhân vật cũng rất là nổi tiếng nha mọi người Đặc biệt là nổi tiếng trong cái chương trình uh, Sắc Tanh Thì uh, đây là một trong uh, bốn sắc mà hay xuất hiện nha mọi người uh, Và cũng như là sau cái sự việc cái nhân vật này bị bắt ấy Thì em thấy một cái nhận định rằng là uh, Các cái tập đoàn lớn tại việt nam đang bị thanh tra cực kỳ gắt đặc biệt là sau khi cái nhân vật trương mỹ lan đúng không ạ liên quan đến tập đoàn vạn thịnh Phát và ngân hàng scb ấy, thì em thấy là đồng loạt là đang rất là nhiều biến chuyển rồi thêm cả cái tập đoàn phúc sơn gần đây ấy, liên quan đến một vài nhân vật lãnh đạo của các tỉnh nữa Thế thì chúng ta phải thấy được rằng là bên phía cơ quan chức năng họ đang rất là nghiêm trong cái giai đoạn này thì chúng ta cùng tìm hiểu cái nhân vật uh, chính của chúng ta ngày hôm nay nha đó chính là nhân vật uh, sắc thủy sắc thủy này thì theo như thông tin em trước khi tìm hiểu cái nội dung video clip này nha mọi người thì em chỉ biết là cái ông sắc thủy đấy thì ông ấy chuyên về cái mảng giáo dục ông ấy về cái mảng gọi là đầu tư kiến thức ấy tri thức <laughs> Thật ra thì em cũng không xem nhiều về ông này cho nên em chỉ biết qua qua là ông này ông ấy đầu tư về mảng uh, mảng trí tuệ thôi mảng gọi là mảng kiến thức đấy chứ không phải là kiểu buôn bán nhiều nha mọi người và ông này ông ấy xin về mảng gọi là đầu tư kiểu kiểu kiến thức ấy. Đấy, thì chúng ta cùng cứ hiểu nông na là như vậy và bây giờ chúng ta sẽ cùng hiểu tìm hiểu là tại sao ông này lại bị bắt nha mọi người à, em xin chào tổng thể cô chú chị nha xin chào tổng thể mọi người vì đây là nội dung mới cho nên là em xin phép là vào chủ đề chính luôn nha và nửa cuối của video sau vừa nửa kiếu của video thì em sẽ 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 tương tác với mọi người sau nha bây giờ em sẽ đọc luôn cho mọi người cùng nghe này bắt tạm giam Sắc Thủy. Sắc Thủy này tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy nha cô chú chị nha. Là chủ tịch tập đoàn E Group. Lại 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 là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nha cô chú chị nha. Bị cơ quan điều tra khởi tố, bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy là Sắc là cũng đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nha mọi người. Và Sắc này thì lên truyền hình nhiều lắm, đặc biệt là cái chương trình Sắc Tanh có một thời gian rất là hot luôn cái chương trình uh, sắc tanh rất là hot nha mọi người và uh, sắc thủy này cũng được rất là nhiều người thích. Nhưng mà cuối cùng cũng là lừa đảo chứ là tài sản. Đây là ai chưa biết uh, khuôn mặt của sắc thủy thì em zoom to cho mọi người cùng xem này. Chúng ta sẽ cùng đọc tiếp nha. Ngày 26 tháng 3, Trung tướng tô ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Sắc Thủy. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch tập đoàn Air Group. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiền, trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối Air Game về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đặng Văn Hiền này thì em không biết là ai đâu nha mọi người. À, Trung tướng Tôn Sô cho biết thêm, ông Thủy và ông Hiền đã bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty tập đoàn giáo dục E Group. Thế ông này ông ấy về cái mảng giáo dục nha. Vừa rồi em cứ, cứ không biết tìm cái từ gì, cứ bảo tri thức rồi kiến thức này nọ nhưng mà ông này ông ấy thêm về cái mảng giáo dục cho mọi người. À tức là ông này ông ấy bị rất là nhiều nhà đầu tư tố cáo nha cô chú chị nha. Đấy, bởi vì cái uh, cái, cái thông qua cái hình thức đó là chuyển nhượng cổ phần của công ty tập đoàn giáo dục Air Group. Căn cứ kết quả điều tra vào ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Air Group, công ty cổ phần đầu tư và phân phối Air Game. Ở à đây chắc là ông Hiển nha mọi người ngày 22 tháng 3 thì cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Thủy và ông Hiển. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, tối ngày 25 tháng 3 thì cơ quan điều tra của bộ Công an đã thi hành các quyết định, uh, lệnh lêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra của bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản. Để phục vụ cho công tác điều tra xử lý đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm và đảm bảo các quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần công ty tập đoàn Giáo dục E Group hiện còn đang dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ với uh, cơ quan chức năng để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra. Trung tướng Tôn Sơ có nói thì như vậy ở đây thì uh, dừng lại một chút nha mọi người tức là em hiểu nôm na ấy là nó lại liên quan đến cổ phần của công ty mọi người thật ra cái 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 này em nghĩ rằng là nó giống 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 với cái vụ của của flc đấy tức là liên quan đến việc uh, flc thì liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán đúng không ạ thì thật ra thị trường chứng khoán thì nó cũng giống như kiểu là là mình mua cổ phần của f của flc ấy mà mua cổ phần của một cái công ty đó để công ty đó có tiền của chúng ta vào và khi mà chúng ta cái công ty đó phát triển cổ phiếu tăng thì chúng ta được thu lợi về. Thì em nghĩ rằng là cái vụ của Sắc Thủy này thì cũng kiểu kiểu như vậy. Đấy là cũng liên quan đến vấn đề gọi là cổ phần. Cổ phần của các nhà đầu tư góp vào nhưng mà ông này ông ấy lại dùng cái cái tiền đó để ông ấy làm một cái vấn đề gì đó có thể là ông ấy thu lợi về bản thân mình luôn. Đấy sau đó thì ông ấy chiếm đoạt nên mọi người. Chúng ta cứ hiểu nôm na là như vậy. À, em sẽ đọc tiếp nha doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được hay còn được biết đến cái tên là Sắc Thủy là một trong những khách mời quyền lực. Đấy, khách mời quyền lực nha. Từng xuất hiện trong chương trình thương vụ bạc tỷ Sắc Tanh Việt Nam. Sắc Thủy được biết đến là nhà sáng lập, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn E Group, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh Ngữ APAT. Năm 2003 ông Thủy bị nhiều người tố cáo là lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng giữa ý thức uh, tiền gửi À, tức là năm 2023 là ông này ông ấy đã bị tố cáo rồi nha mọi người đấy Tức là người, em nghĩ rằng ở đây là người ta đã điều tra từ năm 2023 rồi Thế là đã bị người ta tố cáo là chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng rồi cơ mà Thông qua các loại hợp đồng giữa hình thức tiền gửi à, Tức là gửi tiền vào đó sau ông ấy chiếm đoạt à Kiểu như vậy nha cô chú chị nha Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống trung tâm Anh ngữ APAT uh, Leader của ông uh, Thủy cũng phá cũng phản ánh được uh, được uh, yêu cầu đóng tiền học trước tuy nhiên sau một thời gian các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Đắk Lắk Đà Nẵng khiếu nại chu chuôi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em uh, Apac Leader thuộc hệ sinh thái của Air Group của ông Thủy vì chất lượng giảng dạy không như cam kết bỏ rơi khách hàng và yêu cầu là hoàn trả học phí à, như vậy ông này ông ấy còn Bị phụ huynh của học sinh gọi là tố cáo nữa cơ Như như là đóng tiền vào để học những cái khóa học tiếng Anh đấy mọi người ạ Mà em nghĩ rằng là những khóa học tiếng Anh này chắc là rất, là rất là đắt tiền Nhưng mà đóng tiền học xong thì trung tâm lại không giảng dạy Mà lại chuyển sang dạy online à, Sau đó thì chất lượng thì lại giảm xuống Chắc chắn là chất, chất lượng của dạy online thì nó sẽ giảm về mọi người ạ Vì học thực tế thì còn chưa ăn ai bây giờ học online thì có thể là người ngủ gà ngủ gật rồi cái sự tương tác với cả giáo viên nó rất là rất là không không được hiệu quả nó không cao ấy thì chất lượng chắc chắn là sẽ giảm rồi nhưng mà học phí thì vẫn thế như mọi người cho nên là các phụ huynh của học sinh người ta phải đòi lại tiền là cũng hợp lý thôi nhưng mà chắc ông này ông ấy không không, không trả cho nên là người ta mới làm dùng beng lên và có một vài tờ báo em đọc được ấy là người ta còn đến biểu tình của cái công được phụ huynh học sinh đến biểu tình luôn và chắc là do Dư luận rồi cũng như là có nhiều đơn tố cáo thì người ta đã điều tra cái ông Sắc Thủy này nha mọi người. Ông Sắc Thủy này nổi tiếng mà cô chú chị mà đặc biệt là ở ở trong cái chương trình uh, thương vụ bạc tỷ ấy thì ông Sắc Thủy này cũng khá là nhiều người thích. thì uh, ok. Thì vừa rồi em cũng đã đọc xong cho mọi người cái nội dung về ông cái Sắc Thủy uh, ông Sắc Thủy này tại sao ông bị bắt nha mọi người. Qua đó thì chúng ta thấy một cái điều rằng là năm uh, những cái năm gần đây nhỉ? mở màn thì là ông 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 trịnh văn quyết liên quan đến tập đoàn flc này sau đó thì đến ông đốc tờ thanh này sau đó thì đến ông uh, tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh gì đó nhỉ ông đấy là ông ông tân hoàng minh thì phải tiếp theo nữa là ông uh, vạn thịnh phát của bà trương mỹ lan rồi đến ngày hôm nay là E group của ông sắc thủy ô chị khanh trần ấy âm thanh vẫn nhỏ à Ủa, em để cái mic ngay sát miệng luôn đấy mà vẫn nhỏ cơ Cô chú chị có thấy nhỏ không ạ? À? À, em xin chào tất cả mọi người nha Cái vụ của bà Trương Mỹ Lan thì vẫn đang diễn ra nha cô chú chị nha Sắp tới thì em sẽ làm tiếp tục về vụ của bà Trương Mỹ Lan Nhưng mà em sẽ ít live stream hơn Và em sẽ làm video nguội ấy thì làm video nguội để cho nó hay hơn và nó, 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 nó cô động hơn chứ đôi khi là live stream này thì chủ yếu là cập nhật tin tức nó nhanh thôi chứ còn để mà cô động và phân tích nhiều vấn đề ấy thì nó chưa được cô động lắm à, ở đây có nhiều khán giả thì bảo to có nhiều khán giả thì bảo nhỏ à, ok cảm ơn tất cả cô chú anh chị nha cái, cái âm thanh này thì nói chung là em cũng đã cố gắng khắc phục rồi nhưng mà Ừ, có nhiều chưa biết khắc phục kiểu gì thêm nữa đây cô chú chị còn uh, chia sẻ gì thêm không nhỉ năm nay thì uh, phải nói được rằng là có rất là nhiều những cái sự kiện biến chuyển đầu năm 2024 như mọi người đầu năm 2024 này thì uh, uh, những cái sự biến chuyển uh, lớn thì em tổng hợp cho mọi người nha chắc chắn đầu tiên phải là của bà trương mỹ lan rồi là một cái vụ gọi là <laughs> kinh hoàng nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta về cái số tiền gọi là rút lõi một triệu tỷ sau đó đến cái sự kiện liên quan đến chính trị đó là vấn đề của chỗ uh, chủ tịch nước đúng không ạ nước uh, có văn thưởng đã, đã xin thôi chức vụ rồi tiếp theo đến là vụ của ông sắc thủy này và em nghĩ rằng năm 2024 này thì sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa cơ à, uh, Tại làm sao lại như vậy ấy, thì em nghĩ rằng là đây đang là cái giai đoạn mà đây là cái suy luận của em thiện đấy nha. Đây là là cái giai đoạn mà trước khi bác trọng bác ấy nghỉ hưu ấy thì em nghĩ rằng là bác ấy sẽ chỉ đạo một cách triệt để nhất để làm sao mà cho cái uh, hệ thống bộ máy của chúng ta nhà nước hoạt động một cách trơn tru này. Thứ hai là không có vùng cấm thì phải có bác trọng còn làm cho mọi người. Tất nhiên là sau bác trọng thì em cũng chưa biết là ai sẽ kế nhiệm nhưng mà thời bác trọng thì bác ấy sẽ rất là nghiêm. Bác ấy sẽ làm triệt để đến khi bác ấy nghỉ hưu thì thôi bởi vì em nghĩ rằng là bác ấy cũng rất là già rồi. thế thật ra thì với cái độ tuổi sinh uh, năm 1944 trọng sinh năm 1944 bây giờ cũng phải gần 80 rồi, hơn 80 rồi đúng không ạ? bốn là 5 6 này cộng với cả 80 tròn 80 luôn bác thì bác 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 trọng là năm nay là tròn 80 tuổi thì thật ra cái độ tuổi 80 này ấy, thì cũng ngang với cả ông Joe Biden nha mọi người ông Joe Biden là cũng là cũng 80 tuổi thì phải nhưng mà ông Joe Biden thì ông ấy là người Tây ông ấy sức khỏe ông tốt hơn còn bác bác trọng chúng ta thì sức khỏe nó không được tốt lắm đặc biệt là về châu Á mà cho nên là đi lại em thấy là cũng rất là khó khăn rồi mong làm sao mà bác ấy cũng rất đã rất là cố gắng em bởi vì theo như em thấy ấy, thường là đấy cái giai đoạn này ấy, là nghỉ hưu là là được rồi nhưng mà bác ấy em thấy là bác ấy rất là cố gắng nha không biết là cô chú chị nhìn những cái hình ảnh mà bác trọng bác ấy đi tiếp các cái nhà lãnh đạo ấy thì mọi người thấy như thế nào nhưng mà em thấy là bác ấy rất là khó khăn trong vấn đề đi lại là bác ấy đi rất là chậm rồi nhưng mà bác ấy vẫn phải làm ở cái chức vụ cao nhất của đất nước ta như vậy ấy. bác ấy đang rất là cố gắng nha và bây giờ mà tìm ra được một người kế nhiệm thì thực sự là thực sự với mọi người là rất là khó luôn đấy. Em cũng chưa biết là ai sẽ là người kế nhiệm đây. À, đợt vừa rồi à ông Biden lại còn hơn tuổi cả bác Trọng à? ông ông Biden là, là sinh năm 1942 à. à. Thế thì ông Biden cũng phải hơn 80, 82 rồi nha mọi người. Đợt vừa rồi thì ai cũng nghĩ rằng là chỗ ông ông Thưởng ấy thì có thể có khả năng sẽ là người kế nhiệm bác Trọng. Nhưng mà đùng một cái mọi người thấy không? Đùng một cái thế là ông Thưởng cũng bị xử lý luôn cũng có sai phạm rồi cũng phải thôi chức vụ luôn Đấy, trong cái hệ thống chính trị không biết đâu mà lần đâu nha mọi người và qua đó thì em thấy một cái điều rằng là không có vùng cấm những cái giai đoạn này thì đất nước ta là không có vùng cấm thật như mọi người sau cái những cái vụ đại án như là chuyến bay giải cứu đấy rồi đặc biệt là đại án việt á đại án việt á là là xử lý cả bộ trưởng luôn cả bộ trưởng này rất là nhiều các cái nhân vật cấp cao đúng rồi ai mà mà hiểu được cái cái chính trị của đất nước ta ấy, thì mọi người nhìn những cái lần bác trọng bác cái xuất hiện đấy sẽ cảm thấy rất là thương cho bác đấy nha còn ở đâu ấy em biết là sẽ có nhiều luồng ý kiến lắm nhiều người sẽ coi thường rồi không thích bác trọng thế này thế kia ấy, nhưng mà mọi người sẽ không bao giờ ở đây thôi em mở cái màn hình to ra em nói chuyện với mọi người một chút nha đây. nói với mọi người một chút về về cái tình hình đất nước ta nha tức là gần đây ấy thì em sẽ so sánh với mọi người một chút về những cái đất nước khác nha nhiều người người ta cứ coi thường cái đất nước cộng sản đúng không ạ nước ta là đất nước cộng sản mà Nó hội chủ nghĩa đúng không nhưng mà cô chú chị thử đối chiếu xem xem là những cái đất nước mà nó gdp nó ngang tầm với chúng ta ấy mà họ theo cái chế độ tư bản đấy ví dụ nha ví dụ như là philippines Đấy, cô chú chữ thử thử xem Philippines xem nào Philippines là GDP là ngang với Việt Nam nha mọi người mọi người xem cái chương trình của anh lại ngứa chân đấy lại ngứa chân mọi người xem cái đất nước Philippines ấy. thì mọi người sẽ hiểu là Việt Nam chúng ta mặc dù không phải là theo cái cái cái, cái đảng đa đảng chúng ta chỉ có một đảng thôi xã hội chủ nghĩa thôi nhưng mà mọi người thấy cái đời sống của người dân Việt Nam chúng ta có ổn không còn cô chú chị phải xem Philippines ấy Mọi người sẽ thấy là ở Philippines ấy, có một bộ phận người dân người ta phải dùng một cái món rất là đặc biệt Cô chú chị biết cái món món gì của Philippines là nổi tiếng nhất ở Philippines không? ở đây có cô chú chị nào xem cái kênh của anh lại ngứa chân không nhỉ? Mà cái thật ra thì cái cái này em đã từng nhắc một lần rồi Nói một lần về cái cái món ăn đặc biệt của Philippines rồi Đối với cô chú chị nào biết được cái món ăn nào đó rồi rồi những cái đất nước châu phi nhé châu phi họ chỉ có một vài vùng đất là giàu thôi ấn độ cũng vậy Đấy ấn độ cũng theo đa đảng đấy nhưng mà chỉ có cái cái vùng thủ đô thủ đô là là nó giàu có thôi chứ còn đông dân thật đấy nhưng mà kinh tế thì cũng đứng tốt đấy cũng có người giàu thứ hai thứ ba thế giới đấy nhưng mà người dân một ở những cái vùng gọi là cái vùng chả phải là là vùng sâu vùng xa gì đâu nhưng mà nghèo kinh khủng luôn và cái, cái dân trí nó khổ lắm mọi người ạ không phải món cháo lòng anh ơi <laughs> cái món đó có cái tên gọi là pắc 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 gọi là món pắc pắc gì đấy của philippines như mọi người thì cái món đấy mọi người biết là 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 như thế nào không tức là cái món đấy là cái món mà người ta sẽ lấy cái đồ ăn thừa của những cái nhà hàng mà mua lại nha mọi người mua lại chứ không phải lấy đâu lấy những cái đồ ăn thừa của những cái nhà giàu hoặc là của những cái nhà hàng người ta mua về sau đó người ta dỡ hết thịt ra ví dụ như là thị, cái miếng chân gà hoặc là chân thịt lợn ấy. đấy đấy dỡ hết cái thịt đấy ra tức là ăn thừa nhá ăn thừa dỡ hết ra người ta đổ vào thùng nước gạo rồi đấy thì lấy cái đấy ra dỡ hết thịt ra Vất xương đi thôi lấy cái thịt đấy ra xong rồi lại tiếp tục chế biến cho sốt cà chua cho cho lá rau thơm và để cho nó, nó 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 át mùi đi sau lấy cái đấy để đi bán bán tiếp mọi người ạ để bán cho cái tầng lớp người người dân thu nhập thấp thế mọi người thấy chưa việt nam chúng ta có bao giờ phải như vậy không việt nam chúng ta cũng không phải là một nước giàu đất nước giàu nhưng mà ít nhiều thì đồ ăn thừa thì chúng ta cũng đổ đi thôi hoặc là chúng ta cho 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 con vật ăn đúng không ạ cho con chó hoặc là cho con lợn hoặc là cho con gà ăn nhưng mà những cái đồ ăn đó đấy thì ở bên philippines ấy, nó lại là một cái món ăn mà được được nhiều người dân người ta phải sử dụng nha mọi người Thế thì qua đó đây em chỉ lấy một ví dụ như vậy thôi còn ở đây thì mọi người để ý rằng là những cái đất nước mà theo cái chế độ gọi là theo theo, theo đảng đấy đảng đảng cộng sản đấy thì cô chú chị điểm điểm danh mà xem không có một đất nước nào là là nghèo cả tất nhiên thì không phải là quá giàu nhưng mà đất nước nào cũng gọi là ổn định đúng không ở đây em có thể kể như là Nga à, với Trung Quốc thì thôi khỏi phải bàn rồi Đây là những cái đất nước mạnh gọi là đất nhì thế giới thứ ba thế giới rồi Nhưng mà chúng ta cùng kể đến Việt Nam này là theo Đảng Cộng sản nha Rồi đến còn đất nước nào nữa nhỉ Cuba có phải không nhỉ Cuba có phải là theo Đảng Cộng sản nhỉ Em lại cái bộ môn này em lại hơi kém nhưng mà em em nghe thông tin rằng là những cái đất nước mà mà theo chế độ Đảng Cộng sản ấy thì, thì thì không có đất nước nào là 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 nghèo là hay là quá nghèo đâu nha mọi người mà đều dừng ở cái mức là ổn định tức là cái em nghĩ rằng đây là cái đường lối chính sách của cái cái hệ thống đảng cộng sản của chúng ta là như vậy triều tiên đúng rồi triều tiên triều tiên cái mất triều tiên đấy triều tiên trông thế thôi nha mọi người triều tiên là là không biết triều tiên là giàu hay mạnh luôn nhưng mà đặt được cái là triều tiên là người ta ổn định lào nữa à lào đúng rồi lào thì là 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 ổn nha mọi người nhưng mà Lào thì đợt này thì lại liên quan đến Trung Quốc nhiều vấn đề lắm à không đấy là Campuchia cơ Campuchia mới là bị bị còn Lào thì ổn định nha mọi người em thấy Lào là ổn định nha Cuba nghèo à? Cuba thì thật ra thì em thấy là cũng phát triển về phát không em thấy em nghĩ rằng Cuba không có nghèo đâu nha Cuba người ta người ta còn còn là một đối tác về giáo em thấy ở Cuba em xem qua những cái video clip phân tích ấy thì hệ thống y tế và giáo dục ở đó họ lại rất là phát triển nha. Đấy. Đúng rồi, Cuba là do là là nghịch nghịch với cả Mỹ cho nên là bị bị cấm vận nhiều. Đấy, Cuba là khá là gần Mỹ nên là bị cấm vận nhiều nhưng em thấy Cuba không có nghèo đâu. Cuba về hệ thống giáo dục và y tế là họ phát triển đấy nha. Venezuela, à, cảm ơn anh đêm tác chiến nha. À, còn lạc hậu á, Cuba bao cấp y tế và giáo dục đúng rồi đời sống ở Việt Nam không có khoảng cách giàu nghèo quá rõ như các nước tư bản đúng rồi, chính xác nha và mọi người cũng thấy là cái nạn người vô gia cư ấy thì em thấy là cũng bớt đi rất là nhiều đấy Thật ra em thấy là bây giờ nói ở đây không có gọi là phân biệt gì đâu nha nhưng mà em thấy là cái vấn đề người vô gia cư ấy thì em thấy là trong thành phố Hồ Chí Minh là là xuất hiện nhiều cái này thì không biết là em nói như vậy thì cô chú chị có thấy giống em thiện không ạ vì em đã du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhiều lần đấy thì theo như em thấy thì em đi lại ở những cái con đường thành phố lớn ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì em thấy người ngủ ở các đường em thấy là đặc biệt là các cái ngã tư ấy, thấy các cái em bé ngủ ở ngã tư khá là nhiều nha cái này thì 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 không biết là em em nhận định như vậy có chuẩn không cô chú chị nhưng mà em thấy là ở Hà Nội và và Hải Phòng em là hai thành phố em hay đi hay đi lại nhiều thì em thấy khá là ít nha em thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh thì lại hay thấy những cái cảnh mà người ta nằm ở ngoài đường nhiều thì những cái người nằm ở ngoài đường đó thì chắc chắn là những người vô gia cư rồi bởi vì nếu như mà người ta có nhà thì người ta sẽ sẽ sẽ, sẽ về nhà người ta ở đúng không nhưng mà cũng 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 phải thông cảm cho thành phố hồ chí minh thôi bởi vì đấy là một thành phố hoa lệ đúng không nhưng mà vừa có hoa lại vừa có lệ hoa thì cho người giàu còn lệ thì cho người nghèo đây là một thành phố lớn cho nên là sẽ kéo rất là nhiều người về đây để làm việc để kiếm sống cho nên là sẽ xuất hiện nhiều cái cái cảnh như vậy đúng rồi nhiều rất là nhiều dân từ khắp là nhiều tỉnh thành người ta bởi vì thành phố hồ chí minh thì làm việc rất là dễ kiếm việc rất là dễ nha mọi người và kiếm ra tiền cũng rất là dễ cho nên là rất là nhiều người sẽ đổ về đấy để làm việc và sẽ xuất hiện nhiều cái cảnh mà thật sự cô chú chị là gần đây em đây em đi em vào đó em du lịch ấy em thấy ở một cái ngã tư ấy mà có ba đứa nhỏ ba đứa nhỏ nó lúc đấy là lúc đấy em mới xuống sân bay luôn đấy là 10 giờ đêm 10 giờ đêm em đi ở chỗ ngã tư cũng chả biết ngã tư gì nữa thì uh, em thấy có mấy đứa nhỏ nó nằm ở cái ngã tư ấy nó nằm nó ngủ luôn ở đấy nhá mọi người thì thật sự mọi người nó thương quá cái cảnh đấy thì rất là thương nhưng người ở đây thì tại sao lại em lại phải đánh giá về cái đó bởi vì cái này thì nó còn do về cái sự quản lý của của địa phương nữa nha mọi người bởi vì mọi người thấy là ở Đà Nẵng đấy Đà Nẵng người ta quán triệt là sẽ không có người không có người vô gia cư không có nạn ăn xin nhưng mà Đà Nẵng thì dân số ít thì người ta có thể kiểm soát được tốt nhưng mà Hồ Chí Minh thì khó khó người lượng người quá đông cái đất thì là ít còn ở hải phòng em thì bây giờ cũng ít rồi cũng có nhưng mà bây giờ ít rồi nha mọi người thỉnh thoảng mới thấy thôi mới thấy một vài người gọi là kiểu người ta đứng ở chỗ ngã tư để người ta bán hàng rong hoặc là người ta in tiền lẻ đấy thì vẫn có nha mọi người chứ không phải không có nhưng mà khá là ít rồi ngày xưa thì nhiều nha xưa thì hà nội với cả hải phòng nhiều nhưng mà gần đây thì em theo như em thấy thì xã hội phát triển lên và cũng cả nước người ta cũng quán triệt rồi địa phương người ta cũng cũng làm làm chặt đấy thì cũng hạn chế được những cái tình trạng đấy rồi nhưng vẫn còn nha mọi người còn đâu thì nói tổng thể lại một chút rằng là ở trong này dễ sống nên cái gì cũng nhiều thiệt à ok chị dung nha em hiểu mà đấy nhưng mà trông thế thôi nha mọi người nhưng mà việt nam chúng ta ấy, thì em phải có một cái điều rằng là em rất là thích và em phải cảm ơn rằng là cảm ơn bố mẹ đã sinh em ra ở việt nam mọi người biết là cái gì không hải phòng thì uh, cắt bà là đẹp nhất nha chị khánh trần đây. mọi người biết là em phải cảm ơn bố mẹ bởi vì sao không? bởi vì sinh ra ở việt nam chúng ta nó có một cái rất là quan trọng đó là cái, cái ăn uống sạch sẽ <laughs> không biết là mọi người đánh giá như thế nào nhưng mà xem những cái cách ăn uống của ấn độ ấy kể cả đất nước khác luôn một số đất nước mà người ta cứ dùng tay người ta ăn ấy Đấy, Ấn Độ này rồi một số đất nước ở Trung Đông ấy, mọi người có công nhận với em rằng là Việt Nam chúng ta là ăn uống sạch sẽ không? Đúng rồi Châu Phi cũng vậy Châu Phi rồi Trung Đông Ấn Độ là những cái đất nước họ họ thích dùng tay họ họ bốc ăn mà Việt Nam chúng ta thì được cái là là nhìn những cái cảnh như vậy là chúng ta cảm thấy dùng mình rồi và chúng ta chế biến chúng ta cũng rất là sạch sẽ luôn. Chúng ta phải dùng thìa dùng muôi, Đấy, khi ăn thì chúng ta dùng đũa chế biến thì chúng ta đeo bao tay đấy ăn chín uống sôi đúng không ạ ui ôi rồi ôi, đây cho cô chú chị xem một vài cái trên youtube xem nha không biết là mà youtube bắt bản quyền đâu nhưng mà đây ẩm thực ấn độ không ạ cách uh, ăn của ấn độ đây cũng chả phải phân biệt gì đâu nhưng mà nhìn như vậy không không ăn được mọi người ạ đây mọi người nhìn cho nhìn thấy những cái cái cả hình ảnh này mọi người thấy em thấy em chịu Có rất là nhiều các uh, các cái uh, các cái, uh, các, cái uh, các cái anh chị làm làm vlog ấy, họ sang Ấn Độ để họ du lịch ấy. Họ không ăn nổi mọi người ạ, bởi vì nó nó thứ nhất là nhìn cái cái ánh mắt thôi, bằng nhìn bằng mắt thôi là chúng ta đã không thể ăn nổi được rồi. Sau đó thì Ấn Độ người ta lại còn pha rất là nhiều những cái gia vị vào nhé. À, quá trời gia vị luôn thì không hiểu là cái cảm nhận được cái món ăn nó nó sẽ có cái vị gì luôn à, thì em hiểu em hiểu đó là phong tục phong tục của họ là chỉ ăn bằng tay 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 phải thôi làm mọi việc bằng tay phải từ cái việc đi vệ sinh cho mọi người Đấy, họ quan điểm là như vậy nhưng mà em nói thật với cô chú chị cái cách cái cách phong tục đó thì đối với bây giờ chúng ta là thế kỷ 21 rồi đúng không ạ chúng ta có khoa học kỹ thuật rồi chúng ta biết được rằng là ăn bốc như vậy ấy, thì cái vệ sinh nó không được tốt. Đấy, thật ra cái, cái em biết là phong tục tập quán của người ta là như vậy nhưng mà bây giờ chúng ta khoa học chứng minh rằng là cái 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 ăn bốc như vậy có nhiều vi khuẩn, Và vi khuẩn đấy thì có thể là gây hại cho cơ thể đúng không? Vi khuẩn rồi vi trùng các thứ đấy, vi rút các thứ mà chúng ta cứ bốc như vậy đấy, thì chúng ta ăn vào chúng ta sẽ dễ bị mắc bệnh. Thì bây giờ xã hội phát triển rồi thì bây giờ có phải là ngày xưa khi mà chúng ta không biết vi khuẩn, vi trùng là gì đâu? bây giờ chúng ta biết rồi chúng ta phải tránh chứ phong tục thì cũng phải là, là 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 phải tránh những cái vấn đề đó ra đúng không ạ nhưng mà nhìn họ ăn như vậy em à em biết em biết là họ bốc gọn rồi nhưng mà Thật sự cô chú chị rằng là à, không không kiểu gì cũng sẽ không không thể sạch bậc bậc bằng chúng ta dùng những cái thìa hay là dùng cái đũa đúng không chúng ta ăn thì nó vẫn sạch hơn và và có một cái nữa này tất nhiên thì không phải là ai cũng như vậy nha tất nhiên là đất nước thì cũng không phải là ai cũng như vậy mà có người này người kia có người sạch sẽ thì người ta sẽ ăn bằng thìa, bằng đũa bằng bát đúng không ạ Đấy, còn đâu thì có một cái phần vấn đề nữa mà ấn độ mà em xem cũng sợ này tức người ta người ta uống nước người ta cái cái sông hằng đấy người ta uống nước trực tiếp tại cái sông ấy luôn bởi vì người ta cho rằng là là tâm linh là cái cái nước của sông hằng là cái nước của sông của, của nước thánh ấy, giống như kiểu là nước của của vị gì đó là cái gì đó linh thiêng có thể uống được được trực tiếp luôn chịu chịu nha mọi người nói chung là đúng rồi à không em tất nhiên thì người ta cũng rửa tay trước khi ăn cái đấy em biết mà nhưng mà nó không thể hết được nha mọi người huyền bí sông hằng đúng rồi và có một cái chi tiết nữa này em cũng nói cho mọi người luôn này Việt Nam chúng ta có một cái em thấy là rất là tiến bộ thứ nhất là về vấn đề ăn uống nha tất nhiên là về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái đấy thì vẫn còn phải cải thiện nhiều. Nhưng mà Việt Nam chúng ta được một cái đó là ăn chín uống sôi. Đấy, ăn chín uống sôi này. À, thứ hai là ta ăn chúng ta dùng đĩa, dùng thìa. Ta ăn rất là hợp vệ sinh đúng không? À, thêm một cái nữa đó là cái uh, dọn dẹp rác thải, ấy. em thấy là là Việt Nam chúng ta cũng rất là là sạch sẽ. Tôi thấy là có cái ban cái bên vệ sinh môi trường ấy là quét rác rồi hàng ngày chúng ta đổ rác chúng ta đổ ở đúng nơi quy định, đấy rồi sẽ có người dọn sau đó thì mặc dù là cái vấn đề xử lý rác thải thì nó vẫn chưa được tốt lắm hiện tại theo như em biết ấy, vấn đề xử lý rác thải ở Việt Nam chúng ta vẫn là chôn lấp chôn lấp và, và 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 rác thuốc nên thôi chứ không phải là xử lý cái gì gọi là cao siêu cả như một số đất nước khác thì họ xử lý rác thải rất là chuyên nghiệp luôn nhưng mà Việt Nam chúng ta thì thì thì, thì gọi là là mới chỉ là chôn lấp thôi chôn lấp rác thải thôi chứ chưa xử lý gì gọi là cao siêu cả thế thì chúng ta cũng sạch sẽ à cái chỗ vấn đề đó nha mọi người thế là cũng mừng rồi chứ còn uh, bây giờ mà ở đây có rất là nhiều anh chị sẽ đi du lịch nhiều nơi và mọi người sẽ đánh giá rằng là đúng thật là không đâu không đâu ở bằng được bằng việt nam nha mọi người à đây có có anh rin chín ngón có nhắc về cái món món pịa đúng không món pịa của người tây bắc đấy thì cái món đấy thì thật ra thì cũng chỉ có một vài một không phải ai cũng ăn được đâu nha. À cái đấy là cái món gọi là cái món rất kém người ăn. Thì em cũng nói chung là cái món đó em cũng không ăn bởi vì nó <laughs> nó không được uh... em tất nhiên thì người ta chế biến thì chắc là cũng sẽ sạch thôi nhưng mà em cảm giác của em là em không thích ăn nha mọi người. Vì <laughs> cứ ghê quá nha, không món đấy không ăn được nha. còn nhiều người thì người ta vẫn ăn bình thường mà ở tây bắc thấy họ vẫn ăn bốc và ăn uh, quay clip đó phê, ở đây không phê phán gì anh uh, mạnh bùi ấy, mà đây thì thật ra chỉ là cái cảm giác của em thiện là em sẽ không không ăn được những cái món đấy nhỉ chắc là nó đã xã hội phát triển rồi thì chúng ta cũng phải theo khoa học một tí đúng không ạ chúng ta mất bao nhiêu công sức mất thời gian để xã hội phát triển chúng ta cũng phải tiến bộ dần lên đúng không à, em xin chào tất cả cô chú chị nha bao giờ phân loại được rác thải ngay tại gia đình mới cải thiện được phần nào chính xác nha chị chị Kim Dung này cái cái vấn đề rác thải là một trong những vấn đề mà em nghĩ rằng là phải phải làm trong thời gian tới chứ không thì em thấy là là cái rác thải ở Hải Phòng em thiện thôi nha là nó đã cao như núi rồi cái nơi đổ rác nó đã cao như núi rồi nha mọi người mà không bây giờ không có phương pháp nào thì nó sẽ Gây ảnh hưởng đến môi trường cực kỳ nặng luôn đấy. Đây là vấn đề rác thải. Em nghĩ rằng là tỉnh Thành nào cũng sẽ phải quan tâm. Ở Việt Nam nhiều vùng dân tộc thiểu số, nhiều vùng vẫn ăn bốc. Đó em thiện. Ok nha anh Hào Nguyễn nha. <laughs> ok chị Dung nha. Rồi rồi, cái nội dung video buổi trưa ngày hôm nay thì chắc là em cũng xin phép chia sẻ ở đây thôi nha. Nội dung chính thì uh, chủ yếu là liên quan đến vấn đề của ông uh, Sắc Thủy này. Thì uh, thông tin tiếp sau như thế nào thì em sẽ cập nhật cho mọi người những video khác nha. Cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Hôm nay chúng ta đi uh, câu chuyện nó hơi xa một tí rồi. Còn uh, thật ra em cũng chẳng có ý uh, gì gọi là phân biệt gì đâu nha cô chú chị nha. Ở đây thì uh, có gì thì chúng ta nhận định như vậy thôi. Còn đâu thì uh, em vẫn khẳng định một cái điều rằng là Việt Nam chúng ta là một đất nước rất là đáng sống. Rất là tươi đẹp và cũng rất là nhiều cảnh quan đẹp đồ ăn thì cũng ngon, vệ sinh thì an toàn thực phẩm thì cũng từng ở mức gọi là ổn, không phải là quá sạch sẽ nhưng mà nói chung là ổn nha mọi người. Thì ở đây nêu ra những cái vấn đề của Ấn Độ ấy, thì chúng ta chỉ so sánh một chút thôi, bởi vì thực sự là là đây có rất là nhiều người sẽ giống em thiện chứ không phải là một mình em có một cái cái góc nhìn như vậy và cũng mong rằng là những cái đất nước như Ấn Độ hay là những cái đất nước khác ấy, ta cũng phải chú ý đến vấn đề vệ sinh một tí. Chắc chắn rằng là người ta sẽ còn thu hút nhiều du lịch hơn. Đất nước sẽ phát triển hơn. Chứ còn chắc chắn rằng là nhiều người người ta sang du lịch Ấn Độ một lần thôi là người ta cảm thấy sợ luôn. Người ta chẳng dám sang nữa. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì sẽ sang nhiều lần nha. Nhưng mà vẫn phải cải thiện về vấn đề gọi là vấn đề chặt chém khách du lịch. Chặt chém khách du lịch nha. Cần Thơ cũng đáng sống à. Tháng 6 chị đi du lịch Hải Phòng nè. Thế thì chị nên đi Cát Bà nha. Cát Bà biển rất là sạch và đẹp biển sạch và đẹp chứ đi đồ sơn nó biển đục ngầu à em không khuyến khích mọi người đi đồ sơn nha đặc 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 sản quê em đặc sản quê em thì có bánh đa cua này có bánh mì cay này bánh đa cua bánh mì cay đấy hai món đấy là món nổi tiếng nhất rồi đâu thì đến thành phố biển thì mọi người cứ ăn hải sản thôi Vâng ok thì em ok chị Phan Kim Quý nha thì em mới bảo là dừng ở mức ổn thôi. Chứ chưa phải là 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 quá sạch nha. À, em xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người. À đồ sơn đúng rồi, đồ sơn bây giờ có à quên quên. Quên đúng rồi, cảm ơn chị nhà máy Huệ Huệ Trần nha. Đầu Sơn thì không nên tắm biển, nhưng mà đầu Sơn của em là mới có một cái cái khu khu gọi là khu khu vui chơi, khu vui chơi đồi rồng thì nó có nó có công viên nước, có công viên nước chơi rất là hay nha. Được, đầu Sơn là mới có đồi rồng là chơi ok nha, em quên mất đấy. Đấy, rồi nếu mà tắm biển thì nên ra cát bà tắm, còn uh, vui chơi kiểu công viên nước thì có thể về về đồi rồng ở đầu Sơn. Còn trong thành phố thì chỉ nên tham quan gọi là food tour thôi, ăn đồ ăn thôi. Chứ trong thành phố của em thì cũng không có có cái danh lam thắng cảnh gì nhiều đâu. Chỉ có đồ ăn thì là ngon thôi nha mọi người. Đúng rồi anh Khang Lê ạ. Ok nha, em thôi em kết thúc video clip ở đây nha.